Tiếp nối chương trình trên TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Nga với tựa đề Các quý ông và thằng mất dạy. Cán cân thương mại quốc tế tháng 6 bị thâm hụt 0,56 tỷ đô la, tháng 7 thâm hụt 1,25 tỷ đô la, tháng 8 thâm hụt 1,3 tỷ đô la và nửa tháng 9 thâm hụt 1,51 tỷ đô la. Chỉ mới có nửa tháng 9 thôi mà số thâm hụt còn hơn cả tháng 8. Tốc độ thâm hụt cứ tăng dần lên. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp nước ngoài, FDI họ không có nói đùa. Thời gian là tiền bạc mà thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế, đã chống dịch rộng rã hơn 3 tháng rồi, không hề kiểm soát nổi, thì chính quyền đã tàn phá doanh nghiệp bao nhiêu có ai tính toán được không lẽ ra đập cho gục con virus thì chính quyền cộng sản lại nhè vào đầu dân nhè vào đầu doanh nghiệp mà đập sự vô minh của chính quyền cộng sản chính là rủi ro lớn cho các doanh nghiệp doanh nghiệp đóng thuế nhà nước tạo ra môi trường kinh doanh bằng cách cải thiện hạ tầng pháp lý và xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ doanh nghiệp thì nói cho cùng đấy cũng là sự mua bán mà thôi doanh nghiệp đóng thuế mà họ không có nhận được môi trường kinh doanh tốt thì đấy là cái thứ chính quyền gì muốn lấy tiền nhưng không trao sản phẩm thì chỉ có thể hoặc là phường trộm cướp hoặc là kẻ lừa đảo. Bế tắc vì tình huống quá khó đó thì người giải quyết tình huống không có lỗi. Còn bế tắc vì sự ngu dốt và tính kiêu ngạo thì đấy là 100% lỗi ở người xử lý. Chính quyền Cộng sản Việt Nam đã tạo ra sự bế tắc trong vấn đề khai thông nền kinh tế là do bởi sự vô minh của họ. Kiêu ngạo, cố chấp, che đậy chứ không chịu sửa. Đó là những gì mà chính quyền Cộng sản đã thể hiện suốt hơn 3 tháng qua. Các doanh nghiệp nước ngoài FDI, họ thấy rằng kinh doanh ở sân chơi do đảng Cộng sản làm chủ là đầy rủi ro. Cứ dịch đến thì nó nhè vào doanh nghiệp mà bổ và để cho dịch bệnh ung dung thì ai mà không lo. Trước khi rút, các doanh nghiệp nước ngoài vốn FDI cảnh báo đang Cộng sản rằng Mày đừng có làm ngu nữa cho tao làm ăn được không Nếu cố chấp với cái ngu cố hữu thì bọn tao rút ạ à. Họ nói như thế thì cũng là quá lịch sự rồi Họ đã tạo điều kiện sửa sai cho chính phủ Lẽ ra ông Phạm Minh Chính phải cảm ơn lời cảnh cáo của họ mới đúng Nhưng mà không, ông Chính sững cổ và chửi các FDI như tắt nước vào mặt trong buổi họp trực tuyến với doanh nghiệp ngày 17 tháng 9, ông Phạm Minh Chính nói rằng các ông không thể đòi chính phủ phải làm thế này, chính phủ phải làm thế kia, lo cho chúng tôi sản xuất an toàn, nếu không có thì chúng tôi rút đi. Tôi nói luôn, lợi ích thì hài hòa, còn rủi ro thì chia sẻ. Về phần lợi ích thì các doanh nghiệp nước ngoài FDI đã đóng cho chính phủ dưới dạng thuế Tuy nhiên, phần rủi ro thì cần phải xét cho kỹ. Cái họa dịch bệnh trong 3 tháng qua là có cả thiên tai và nhân họa. Dịch bệnh không ai có thể tránh, nhưng cái cách chống dịch cực đoan đang đè gánh nặng lên cho doanh nghiệp và nhân họa chứ là thiên tai cái gì? Chúng tôi đóng thuế cho ông đầy đủ, sao ông lại dùng cái gậy vụt vào mặt bọn tôi? Ông làm thế thì tôi không có quyền cảnh báo ông à ông ăn gì mà khôn thế? Lời phát biểu của ông Phạm Minh Chính và câu phát biểu của ông Mai Tiến Dũng, nếu chúng ta sai chúng ta xin lỗi, nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thể hiện cùng một cái loại tư duy, tư duy đổ lỗi. Chỉ có dân sai chứ nhà nước không bao giờ sai. Chống dịch sai, làm doanh nghiệp điều đứng, nhưng doanh nghiệp đòi rút vốn kinh doanh thì lại chửi người ta té tác. Nói thật, vốn của họ thì họ muốn đầu tư ở đâu thì đầu tư chứ muốn rút là rút mà không cần phải thông báo chính phủ cũng không làm gì được họ đâu họ thông báo là để cho ông sửa chữa sai lầm là lịch sự lắm rồi đã không biết cảm ơn mà còn chửi người ta tư duy cộng sản là loại tư duy quan liêu một thứ tư duy đã bị thế giới văn minh xếp nó vào loại tiền sử của xã hội loài người nhưng nó vẫn còn tồn tại trong con người cộng sản thế cho nên dân việt nam mới khốn khổ anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình sau